anh ơi. Liệu có đủ không? Có làm bên này không? Thế anh làm khô quá của anh hỏng rồi. Thế này nó phải ướt như này, ướt át như này mình khô không công ấy. Cãi, tí làm xí nữa mà. Chôi nhau nhét, sao chôi khô. Thở đấy. Thở xịn xò đấy. Tắm nước đi, tắm nước nhanh lên. Bẩn ớt tắm rồi con. Bên kia thì khô có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm gì đủ đá. Ô tô đi đường này thôi, đi đường này cơ mà. Đi đường này không này, đường này đi tốt. Đừng ngồi người mẹ. Đêm nay mà mưa phải dậy đậy vào. Mấy tấm bê tông kia là mình lượn đường này tốt. Này là đẹp rồi.
đổ nước qua chảy cho mình có pha không? Xịn quá. Quá xịn sò. Trông nhà người ta cao giáo đẹp đẽ như này. Anh nhìn nhà mình kìa. Mai nó lại nổ lên là buồn cười. Mua ngoài kia đi. Để ta sợ không chuyên. Báo liền. Ê, chỗ này cũng bị giống của nhà mình này. Anh nhỉ? Chỗ này giống nhà mình này. Cái này đến mai là khô biển, khu vực đang thi công. Đưa mẹ con ơi. Đây đưa. Mười một với ai đến đây đấy.